Bản tin 6 giờ sáng ngày 8 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng cùng ngày, Việt Nam đã ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19, trong đó 3 trên 5 ca liên quan đến Đà Nẵng, 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 789 ca bệnh. Bệnh nhân 785, nam, 42 tuổi, có địa chỉ tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội. Ngày 16 đến 20 tháng 7, bệnh nhân cùng gia đình đi du lịch tại Đà Nẵng. Ngày 3 tháng 8, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng ho, ít đờm. Ngày 6 tháng 8, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả ngày 7 tháng 8, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hai ca bệnh 786 và 787 được phát hiện tại Quảng Ngãi. Một ca là F1 và là người thân của bệnh nhân 574, bệnh nhân 572 và bệnh nhân 710. Một ca là F1 của bệnh nhân 630. Bệnh nhân 788 và bệnh nhân 789 là hai ca nhiễm nhập cảnh ở Khánh Hòa. Ngày 5 tháng 8, hai bệnh nhân này từ Mexico quá cảnh Nhật Bản, nhập cảnh về sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7837, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc Đại học Nha Trang. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa. Tính đến 6 giờ ngày 8 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 789 ca mắc COVID-19, trong đó 316 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 333 ca. Số người cách ly 166.521, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 6.929, cách ly tập trung tại cơ sở khác 24.446, cách ly tại nhà nơi lưu trú 135.146. Về tình hình điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 19 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 14 ca, số ca tử vong 10 ca, số ca điều trị khỏi 395 ca.